Chị định thôi bây giờ nha, cha sẽ chỉ định người nào trước đi, là thì trước đi. Xong rồi cha bắt đầu đọc từ người đó ra. Đi. Rồi. Nếu nghĩa là đẹp nhất đêm nay. Thầy cô chết chắc. Thấy mày ai đọc tiếp đi, đọc tiếp đi. Rồi, 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 Đó là vậy à? Đó, 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 đó. Nếu tôi bị sida. Chị đang mình nó còn đâu dưới đâu. Thôi đi chọn cái. Thưa. Nếu là được trúng số. Tôi đi trúng tội. Nếu cha không phải là cha. Ai còn giấy vô lên á. Nếu thời gian có quay trở lại được thì tôi sẽ đi tu. Rồi, nếu bây giờ được chọn nữa. Được chọn nữa. Thầy, wow. Thì tôi sẽ hôn người bên cạnh. Trời ơi, 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 nếu tôi chưa có chồng thì hãy nhớ cười duyên với cha đi. Chưa có chồng đâu, cái con béo rồi. Rồi, nghĩ cho chưa?
Nếu tôi chỉ còn một ngày để sống cho khổ rồi. Thì bỏ tay, vào mâm. Nếu đi chơi về bị vợ phạt quỳ. Thì tôi sẽ đi sửa sắc đẹp. Để cho tôi giúp anh một số. Tôi sẽ đi sửa sắc đẹp. Rồi anh và nếu chồng này chồng chi nha. Câu này cũng đúng. Câu này cũng đúng. Như câu nãy nha. Nếu tôi được chọn lựa một lần nữa. Cái là mãi mãi là con gái. Thank you.